Ok, lúc này em đi ra ngoài đường á, anh được 50 nghìn. Mày xuống hưởng ta. Ủa, có mua gì cho em không? Có, anh mua 2 cái xin tố. Đâu? Một xin quơ, xin quơ. Đâu? Ủa, từng của anh hả? Anh quên lại ngoài quán rồi. Xong, mỗi gió đi bim đang về. Về mời em ăn này. Thấy em ăn, anh thấy ăn bim bim không? Sao có thể quên cái đó được? Lấy đi mua lại cho anh đi. Không, anh để quên lát nữa ra lấy là cắt nước đá rồi. Còn mỗi nước đá rồi. Nhưng mà anh ơi, cái này ngon quá. Nó có bị cua. Cua nó có bị cua. Đúng. Mày nói tao cãi cũng được, thiệt. Trời ơi, ăn uống dịch bệnh đến nơi rồi còn ăn chung thế này nữa. Khác gì mấy ông mà hút chung điếu cày đâu. Trời ơi. Sao lên mà. Giờ nó mang tay ăn làm gì cho nội. Ok. Lão chuyên gia về đề tài chính. What the fuck? What the hell? Summer, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is. Đó thấy không? Bruh. Ủa nó điện của tụi em đâu? Mẹ đâu nó. Bên lúc nãy đi vệ sinh của đôi tay lên. Ô, chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Anh ơi, cho em vào với anh ơi, anh ơi. Em ơi, các bạn người yêu mình thì muốn mình trở thành một người con trai chính thức. Và mình thì muốn người yêu mình vui lên. Nice. Mình sẽ quyết định theo đuổi hình tượng người đàn ông chính thức. Tuy rằng hơi khó nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi vào đi em ơi. Ăn thôi mày. Thôi. Ôi, còn nóng lắm. Nóng quá. Tí nào mà. Để đi. Từ từ đi. Hello motherfucker. Cái gì vậy? Gì vậy? Lão không phải để trang trí. Đây này, anh chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Bang. Ta-da! Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai, cảnh sắc thấp thoáng như tà áo tung bay. Đêm xuân vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Với tính khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần. Ấy à, các bạn ạ, để trở thành một người đàn ông tri thức. Em làm ơn chỉnh đốn lại những cái cách ăn nói mà em cho là có tri thức của em đó ha. Rất là cực khổ. Một đời ta sống có gì có cho bằng khổ ta. Như các bạn cũng đã thấy đó. Nhưng mà không sao, vì tương lai con em chúng ta mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên con. Tặng con cái bồng.
Thôi thì bây giờ thì mình sẽ qua phòng Phú để xem cái trí thức của mình có giúp được gì cho Phú không nha anh em. Trời ơi, tôi sợ. Phú ơi. Làm ơn ban cho tôi bầu sữa. Làm gì anh? Dạ. Tính nhờ xíu, thế em nằm đây chờ xíu nha. Nhưng bên đây lên đây ghê vãi liền. Lâu lâu nhờ xíu. Rồi, làm gì làm đi. Alo anh. Dạ đúng rồi. Hồi nãy em có đặt trà sữa ấy, anh bảo người ta thêm đủ topping cho em nha. Wow. Dạ dạ, em dỗ người yêu, nó giận quá rồi anh. Thả một chút là giận lắm đi. Giận ngoài em ơi. Lẹ lẹ giùm em nha, siết đi, cứu mạng. Lẹ nha, rồi. What the fuck. Gì vậy anh? Đem điện thoại. Anh chỉ cho em cái gì phải khổ thế. Làm nhanh nè. Anh chỉ một lần duy nhất thôi nha. Thấy không? Gì thôi? Hơi bị dễ, easy. Vừa tiện. Để nó đùa vậy. Yêu bản thân của mình đi. Lão không phải để trang trí. Làm gì đó? Chạy đi. What? Mày nhìn tao thế này còn cười được à? Thế có khổ không? Đưa đòi trên mạng để làm gì? Có lẽ mình đã làm sai ở đâu đó. Các bạn có thể giải thích giúp mình ở dưới phần bình luận được không? Khổ quá mà. Thôi, giờ đi vào nhà, tao quay lại vết thương cho. Ôi dạ, nhé. À, các bạn nhấn like và giúp cho kênh MV nhé. Và kênh của tụi mình nhé, bye bye. Sẽ có điều gì xảy ra? Nhớ lên kênh Heavy nhé!